ớt rất là cay luôn. Tí nữa mình ăn vào đây rất là ngọt luôn. Rất là ok. Đây nha. Rất là ngon luôn. Ốc rồi mọi người, ốc này nè, ốc to nè. Bây giờ có muối ăn đây, có ai nhậu thì qua mình nhậu mình nhé. Mình nhậu á. Đây mọi người, đây. Đây, có đây này. Đây này, ố. Chết rồi, ghê á. Ghê mình, quay tôi ghê mình, quay thư đi. Mình giúp thơm ra nhỉ. Đây. Đây mọi người ơi, có rồi. Tìm trong vườn rượu. Bên này bắt được rồi. Dạ thôi không ăn đâu. Đó. Rồi. Đây cũng rất là nhiều nhé. Vùng đây cũng rất là nhiều luôn. Do là mình không tìm thấy thôi. Rồi bên này không có thì mình chuyển vùng khác. Đó, ở dưới đó nha. Đây, mình xuống vùng này. Đây, mọi người. Đó. Rất là bự luôn. Chú. Đây. Đấy. Một nơi vùng quê rất là bình yên. Này, anh em ta cùng đi lang thang để bắt con ốc bươm. Đó. Rất là nhiều. Đây này, lớn. Mừng người mình tìm nãy giờ mệt quá rồi. Không có. Phải chấp nhận thôi. Hello cả nhà. Hôm nay đến với kênh của bên vlog. Hôm nay mình sẽ đi bắt con ong bướm ở bên cạnh ruộng. Này anh em mình đi, nói chung là có hay không có là đi chơi thôi. Đấy, đằng sau mình ấy, cùng có 3 người. Đây, mình thu hoạch về con ốc bướm ở đồng ruộng. Này anh em mình cùng 4 người. Đó. Giờ thế này dâm nát hết lũ người ta qua nó chết luôn. Đó. Quay xem. Nhiều đấy mọi người ơi, nhiều rồi. Đây, bao đây. Nhiều rồi, nuôi lên lắm. Cần nhiều rồi đấy. Cần nhiều rồi. Bắt đầy trô luôn. Cần được nhộ rồi. Được ăn rồi. Quay cần này da rồi, ta sẽ xa là nó đẹp. Vâng. Ôi trời. Nhiều luôn. Chị cắt. Cắt rồi. Con lúa cắt rồi. Em kệ.
Đây này, to quá đúng không? Quá to luôn ạ. Bữa sang bây giờ không thấy cái bự nó hết. Chát nó như vậy. Chát nó như chú bị xuống đầm lầy bùn đấy. Mẹ còn bị nhớ vậy mẹ. Có đuôi bộ chưa? Đấy. Con cô với bố bao á. Nhiều lắm này, một xô luôn mọi người ơi. Đây mình rửa nhá. Mình rửa nhá mọi người. Rửa cho nó sạch sẽ tí là mình về mình nấu cho mọi người. Đây. Các bạn nếu mà các bạn thích ăn thì các bạn qua đây mình ăn với mình nhá. Đây, các bạn đây là nó các bạn nói là các bạn nó là giao phối có nó lên qua lên lại ấy. Nó đi ra đi vô á. Mình rửa cho nó sạch sẽ cho nó mình về. Đây. Hello mọi người, đây là mẹ bò mình bắt về để cái mình nấu nha. Đây là người ta thường nói là đậy của bao nha các bạn nha. Nhìn thấy không? Ba anh em mình cũng là YouTuber không ạ? Rồi cho nó sạch nha mọi người. Rồi cho nó sạch nha. Nhưng mà YouTuber nhưng mà một tháng kia có 500 đồng thôi chứ không phải 500 nghìn đồng. Đây mọi người, giờ mình sẽ hấp gia vị. Đó, đây là gì đây? Sân tê tôm nướng gì đấy? Mình biết không? Đây, đây là người ta gọi là sao tay. Sao tay. Thôi, nói gì cũng nói. Sao là bò vào đây? Đó. Rất là hấp dẫn luôn. Đổ hết luôn. Hết luôn hả? Ừ, cho hết được. Đó. Nó bạc ta nó cay cay luôn. Đó. Rồi. Đó. Cho vào xả. Rồi mình cắt cái ngón chuối này này. Cắt cái bột tay này các bạn nha. Đó. Đây là đây mình ăn cùng ngon lắm. Xeo xeo là chín nha. Rồi thêm cái ớt khô. Đó. Thêm ít vào ớt khô nha. Đó. Cái này là ngon lắm đây. Chị cho vào chỗ ăn. Rồi mình sẽ trộn nha. Đấy, quay sát đây. Đó, nhìn cũng rất là hấp dẫn này. Nó biến ơi. Biến bông đi nữa. Chưa chín mà cũng thèm ăn rồi mọi người. Lột cho nó đều nhé. Rồi mình sẽ hấp khoảng 15 phút, 20 phút. Cho thời gian đó là mình có thể là ăn rồi. Nhóm lửa cho nó nhanh chín. Rất là cay luôn. Tí nữa mình ăn vào đây rất là ngọt luôn.
ít thôi, ăn ăn đi. Đây. Rất là hấp dẫn và đậm đà luôn. Ai nhìn mà không chai được miếng thì thôi, khỏi nói luôn. Rất là ok. Đây nha. Rất là ngon luôn.